Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của chính phủ đã đi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án cao tốc đi qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong Nha Trang có tổng chiều dài khoảng 83,35 km, kết nối với công trình đường bộ cao tốc Nha Trang Cam Lâm, tổng mức đầu tư dự án trên 11.800 tỷ đồng. Hiện các nhà thầu thi công đã huy động kỹ sư, công nhân, máy móc, thiết bị đến công trường thi công dự án đường bộ cao tốc Vân Phong Nha Trang, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hiện công tác di rời hạ tầng kỹ thuật chưa đạt yêu cầu đề ra, trong đó vướng mắc lớn nhất tại địa phận thị xã Ninh Hòa. Chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu phấn đấu dự án sẽ hoàn thành vào khoảng tháng 6 năm 2025, vượt 6 tháng so với kế hoạch ban đầu. Kiểm tra tình hình triển khai dự án, Thủ tướng hoan nghênh nhà thầu, tư vấn giám sát đã rút kinh nghiệm điều chỉnh tiến độ, những gì tốt thì phải phát huy, đánh giá cao tinh thần làm việc xuyên ngày lễ vì sự phát triển hạ tầng giao thông. Thủ tướng đề nghị rút ngắn tiến độ đến ngày 30 tháng 4 năm 2025 hoàn thành công trình, cần tranh thủ thời tiết đang mùa khô để đẩy nhanh tiến độ san lấp. Về mặt giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu làm dứt điểm vì chỉ còn một hộ chưa di rời ở dự án này. Về hạ tầng kỹ thuật, chính phủ sẽ chỉ đạo, địa phương cũng phải vào cuộc, nếu chỉ vướng một vài cột truyền tải 220 kV thì vẫn có thể giải quyết được. Thủ tướng yêu cầu phải chú ý chống tiêu cực, không được bán, chia nhỏ gói thầu. Bộ Giao thông Vận tải phải ra soát kỹ vấn đề này, nhất là phải bảo đảm nhà thầu có năng lực. Thủ tướng đề nghị xây dựng lại tiến độ, tăng ca kíp, làm 3 ca, 4 kíp, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, chỉ bàn làm, không bàn lùi. Nếu nhà thầu nào làm tốt, sẽ được giao tiếp những dự án tiếp theo. Thủ tướng nêu rõ, đẩy nhanh tiến độ sẽ có lợi cho công trình, giảm chi phí, sớm phục vụ nhân dân. Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN nghiên cứu điều động vật tư để di rời công trình điện. Các địa phương nghiên cứu khai thác hiệu quả nhất là các nút giao để tạo không gian phát triển mới. Bộ Giao thông Vận tải phải nghĩ thoáng vấn đề này, khuyến khích các địa phương tự bỏ kinh phí để làm thêm nút giao vì làm ngay khi đang thi công đoạn tuyến cao tốc sẽ thuận lợi hơn. Trên công trường, nhà thầu Lysen báo cáo Thủ tướng Chính phủ đang rút ngắn kế hoạch 6 tháng, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khác, tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh Khánh Hòa giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng, giải quyết đường găng tiến độ, xây dựng lại tiến độ. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cam kết với Thủ tướng Chính phủ quyết tâm giải quyết xong trong tháng 5 này vấn đề giải phóng mặt bằng. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài 117 km, qua hai tỉnh Khánh Hòa trên 32 km và tỉnh Đắk Lắc gần 85 km với quy mô 4 làn xe. Cho đến thời điểm này, các đơn vị thi công đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khối lượng công việc để phấn đấu hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn trong năm 2025 cơ bản hoàn thành đoạn tuyến trong năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án vào năm 2027. Hiện dự án đang gặp vướng mắc thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng khai thác, sử dụng tài sản tận thu rừng dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng thi công. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiến nghị xem xét phương án xử lý dự án BOT Quốc lộ 26 và xây dựng nút giao liên thông tại vị trí giao với Quốc lộ 26 hiện đang xây dựng cầu vượt trực thông kiểm tra tình hình triển khai thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc khánh hòa buôn ma thuột là dự án trọng điểm quốc gia có ý nghĩa đặc biệt khi dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh đắk lắc và tỉnh khánh hòa nói riêng khu vực tây nguyên và các tỉnh duyên hải nam trung bộ nói chung thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa của công trình và mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án mong các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng mong các nhà thầu đơn vị làm ba k bốn kíp ăn tranh thủ ngủ khẩn trương chỉ bàn làm không bàn lùi thủ tướng vui mừng nhận thấy mặc dù thời tiết nắng nóng đội ngũ cán bộ công nhân làm việc không ngừng nghỉ thủ tướng mong chủ đầu tư ban quản lý dự án các đơn vị phát huy tinh thần vì đất nước nhân dân để phục vụ bám sát tiến độ làm đúng yêu cầu chất lượng kỹ mỹ thuật vệ sinh môi trường an toàn lao động hết sức tránh các hiện tượng tiêu cực Thủ tướng nêu rõ, qua trao đổi thấy nổi lên là vấn đề giải phóng mặt bằng, do đó hai tỉnh Đắk Lắc và Khánh Hòa phải chủ động vào cuộc, khuyến khích tái định cư tại chỗ, làm nhanh nhưng phải bảo đảm đời sống nhân dân di rời đến nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Công tác này phải làm trước ngày 30 tháng 5 và 30 tháng 6 theo kiến nghị. Thủ tướng yêu cầu trong quá trình phải đặt bài toán tổng thể trong việc đầu tư nút giao với quốc lộ 26 để tạo thuận lợi hơn cho Khánh Hòa cho nhân dân. Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Khánh Hòa phải làm việc về vấn đề này. Theo Thủ tướng, có thêm nút giao thì sẽ thuận lợi hơn. Thủ tướng yêu cầu quá trình làm phải kiểm tra tiến độ, rút ngắn thời gian, bảo đảm chất lượng, thi công 3K4 kíp, nhà thầu nào làm không tốt phải kiên quyết xử lý.